Alo, xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với kênh Huyền Xe Cổ Sài Gòn của em nha. Hiện tại là những cái xe 7 chỗ gầm cao thì hiện tại em đang có 3 xe và sắp tới sẽ về thêm 2 xe nữa. Đó là chiếc Fortuner máy xăng, chiếc Everest máy dầu và chiếc VinFast bản Lux SA. Ở 3 xe này đều là xe 7 chỗ gầm cao hết nha các anh chị nha. Thì hôm nay em sẽ quay cho các anh chị xe vừa mới về tới showroom em ngày hôm qua. Đó là chiếc Ford Everest phiên bản Titanium một cầu với các anh chị nha, phiên bản turbo ở Titanium một cầu. Dạ, xe thì có đứt sơ là màu bạc nhưng mà em thấy nó ngã ngã hơn phía màu xám hơn, nhưng mà bạc xám thì rất là đẹp luôn nha các anh chị nha. Xe thì sản xuất thời 2020, odo xe mới chạy chỉ 42.000 thôi. Dạ, 42.000 ha. Thì xe thì có biển số là ở Bình Phước cho các anh chị nha. Đây em quay cho các anh chị xem sơ một vòng quanh xe nha. Đây là phần bánh và lốp xe, mâm xe. Xe thì cái này là xe là vẫn là cái bản này là bản một cầu, nó có bản cao nữa là bản hai cầu nha các anh chị nha. Thì tùy theo nhu cầu sử dụng của mỗi gia đình và mỗi cá nhân thôi. Có nhiều người người ta thích hai cầu, có nhiều người ta chỉ thích một cầu thôi. Đây là cấp điện nha các anh chị nha, cấp điện bản Titanium. Hàng ghế thứ ba này của Ford Everest thì được chỉnh điện nha các anh chị nha, được chỉnh điện. Đây là nút chỉnh điện đây, theo xe đây em sẽ bấm xuống ha để các anh chị thấy ha, sẽ cặp xuống vào bên tay phải luôn. Thì cái hàng ghế thứ ba này khi mà cặp xuống để các anh chị thấy nè, nó rất là rộng nha các anh chị nha. Ngoài ra thì ở đây có một cốp để đồ, để dụng cụ như là con đội với lại dụng cụ sửa chữa xe nhỏ ha. Ngoài ra thì phía kia thì các anh chị thấy có một cái bình chữa cháy. Xe thì được gắn cảm biến sau và cảm biến gốc luôn ha, đã có camera lùi. Và cái xe này thì màn hình khách đã đổi thành màn hình retouch, màn hình Android để dễ sử dụng ha các anh chị ha. Ngoài ra thì hàng ghế thứ ba các anh chị thấy cũng có cửa gió cho nên là sẽ không sợ nóng nha các anh chị nha. Hàng ghế thứ ba sẽ không sợ nóng, để em sẽ đóng mở lại nha. Xe bên em thì cam kết cho các anh chị là xe không đụng ngập, bao các anh chị đi chết hẳn luôn. Đây là cái nút đóng cốp nha các anh chị nha. Em sẽ thử cho các anh chị xem có chống kẹt không nha. Dạ có luôn nha các anh chị nha. Rồi, giờ mình sẽ ấn lại. Biển số thì ở Bình Phước cho các anh chị nha. Cái màu này màu bạc xám á chứ các anh chị, màu bạc xám cho nên nhìn nó sẽ không có giống như màu bạc bình thường mà nó rất ánh ánh màu xanh xanh, màu xám xám nên nhìn rất là đẹp nha các anh chị nha. Do là xe bên em hiện tại là về rất nhiều nên em sẽ quay phía bên kia cho các anh chị nha. Đây cái dàn nội thất phía sau nè các anh chị ha, có cổng sạc, có cả cửa gió điều chỉnh ha. Ghế thì cũng đã là ghế da rồi, có lót sạc 3D luôn ha. Ghế lái chỉnh điện nha các anh chị nha, ghế lái chỉnh điện. Đây, odo chạy 43.000 thì các anh chị sẽ nhìn thấy cái ghế da là biết vậy nhiều hay chỉ ít ha. Lúc về startup nha các anh chị nha. Nói chung là cái dòng xe này cao cấp, cái xe này máy dầu nha các anh chị nha, máy dầu ha, bản 2.0 turbo. Xe có gắn camera lùi, camera hành trình nè, cam trước sau nè, ở màn hình nè. Đây, ảnh có gắn luôn cả màn hình Android ha. Có cảm biến áp suất lốp nè. Odo xe chạy 42.000 nha các anh chị nha. Ford Everest là dòng xe rất là cao cấp luôn. Có nhiều khách hàng thì họ thích Fortuner, mà có nhiều khách hàng thì họ thích là Ford Everest ha. Em còn có xe 7 chỗ Kia Rondo giá rẻ nữa, dưới 500 nha các anh chị nha, có luôn.
Cho nên là các anh chị đang tìm dòng xe 7 chỗ giá rẻ thì cũng có thể liên hệ với em ha. Em sẽ quay cái phần gầm xe cho các anh chị xem. Này ha, đây là phần gầm xe. Có đèn led ban ngày ha. Khoang máy thì cũng rất là sạch sẽ luôn. Cái này tụi em về là vệ sinh lại máy móc ha. Nội thất của xe ha, phía trong ngoài tụi em chỉ rửa và dọn dẹp và bán thôi. Xe cam kết không đâm đụng ngập nước nha các anh chị nha. Bao các anh chị đi chết thải luôn. Chất xe này cũng là chất xe chạy gia đình. Thường Ford thì họ chạy gia đình nhiều hơn là kinh doanh. Chỉ Fortuner thì em thấy đưa vào kinh doanh thôi. Ford thì rất là ít. Hầu như là họ chỉ chạy gia đình là nhiều. Với cái giá tầm khoảng hơn 1 tỷ thì các anh chị sẽ có một chiếc Ford máy dầu phiên bản turbo một cầu ha các anh chị ha. Số tự động máy dầu một cầu đời 2020 ô tô xe chạy được 42.000 với cái giá tầm khoảng 1 tỷ hơn. Thì các anh chị nào mà đang có nhà ý quan tâm về những dòng xe bản SUV đây thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0902600126 nha. Em cũng có rất là nhiều clip về Fortuner máy xăng hai cầu hoặc là Kia Rondo phía sau kia. Em có để bên phần góc dưới màn hình nên các anh chị nào mà cần liên hệ dòng xe nào thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại ở dưới nha. Rồi, các anh chị nhớ bấm like và đăng ký kênh của em để theo dõi video tiếp theo về những dòng xe bên em nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.